thành phố sẽ tiếp tục nới lỏng thêm một số hoạt động trên cơ sở tuân thủ phòng chống dịch. Đồng thời, lượng người vào Đà Nẵng sẽ tăng cao nên phải kiểm soát tốt tại các đầu mối giao thông. Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương vào chiều tối qua ngày 12 tháng 10 để tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết hiện nay thành phố đang tiếp tục xem xét nới lỏng các hoạt động một cách thận trọng trên cơ sở tình hình dịch bệnh cũng như hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia. Khi chuyển trạng thái thì lượng người vào thành phố tăng cao, vì vậy các biện pháp phòng chống dịch phải tăng cường. Các cái chuyến bay thương mại sẽ về thành phố chúng ta sẽ lớn, cho nên cần có một cái sự phối hợp chặt chẽ các cái biện pháp để mà chúng ta phòng chống dịch ngay khi xuống sân bay, cũng như là tại các cái bến tàu hỏa hay là bến xe liên tỉnh của chúng ta. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các đơn vị địa phương thực hiện việc quản lý người và phương tiện theo luồng xanh vào thành phố, thực hiện theo quy định như thời gian qua. Cái việc kiểm soát người vào thành phố chúng ta là luôn luôn được quan tâm và đặt lên vị trí hàng đầu trong công tác phòng chống dịch hiện nay. Cho nên là không được cái chủ quan, chúng tôi nhắc lại là không được chủ quan. Chúng ta phải đặt công tác an toàn cũng cho thành phố Đà Nẵng chúng ta là lên trên. Cho nên đề nghị các cái địa phương và các cái chốt chúng ta lưu tâm như thế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các địa phương quan tâm việc quản lý và xét nghiệm theo kế hoạch đối với các trường hợp về thành phố đang thực hiện cách ly tại nhà. Ngành giáo dục chuẩn bị kỹ phương án để học sinh đi học trực tiếp trở lại, trong đó học sinh ở vùng an toàn và ở các lớp lớn sẽ đi học trước, các lớp nhỏ đi học sau. Hiện Đà Nẵng đã đề nghị Bộ Y tế cung cấp thêm vaccine để tiêm cho những đối tượng trên 65 tuổi, người có bệnh nền, cũng như tiêm cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi. Các địa phương cần chủ động rà soát để sẵn sàng tiêm khi có vaccine phân bổ.